Cristiano Ronaldo và các đồng đội trải qua không ít thời điểm khó khăn trước đối thủ dưới cơ Anre, xếp ở nhóm cuối bảng giải Saudi Pro League trước khi giành được chiến thắng 3-1 trên sân khách. Trong hiệp 1, hàng thủ câu lạc bộ Al Nassr thi đấu không chắc chắn, giúp các cầu thủ Anre tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Nhưng đáng tiếc họ đều bỏ lỡ. Phải đến cuối hiệp 1, nhờ tài nghệ của tiền đạo Sadio Mane mới giúp Al Nassr dẫn trước 1-0 với tình huống ghi bàn đẳng cấp sau pha đi bóng và tung cú sút chéo góc hiểm hóc trong vòng cấm. Đầu hiệp 2, tiền vệ Talisca vừa vào sân đã có cú sút đẹp bắc từ xa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr. Trong khi đó, Cristiano Ronaldo thi đấu rất nỗ lực, nhưng dù có rất nhiều cơ hội ghi bàn, danh thủ người Bồ Đào Nha này đều bỏ lỡ. Phút 78, sự quyết tâm của Cristiano Ronaldo mới được đền đáp bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 sau pha ngoặt bóng và tung cú sút mạnh trực diện khung thành từ đường chuyền bóng của Talisca. Có được bàn thắng như mong muốn nhưng Cristiano Ronaldo lại không ăn mừng theo phong cách quen thuộc, bật cao xoay người vung tay và hô to tiếng "Siêu!". Anh chỉ chia vui cùng các đồng đội một cách bình thường. Ở cuối trận, Cristiano Ronaldo ghi thêm bàn thứ hai trong trận, nhưng trọng tài từ chối công nhận do lỗi việt vị. Phía Anre, phút 89 rút ngắn tỷ số còn 1-3 nhờ công Fuzai ghi từ chấm phạt nền. Đây là trận thắng thứ tư liên tiếp của Al Nassr sau hai trận thua từ đầu mùa giải Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo cũng góp tới 7 bàn thắng trong các trận thắng này. Hiện Al Nassr đã vươn lên vị trí thứ 5 với 12 điểm, kém 3 điểm trước câu lạc bộ Al Ittihad của Karim Benzema và 4 điểm trước đội đầu bảng Al Hilal của Neymar.